chia sẻ trên trang mạng xã hội ngay sau khi huấn luyện viên Tite của đội tuyển quốc gia Brazil công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup năm 2022 tại Qatar. Vua bóng đá Pele nhấn mạnh, trách nhiệm trên vai của những cầu thủ là rất lớn. Đó là lý do tôi có mặt ở đây để bày tỏ sự ủng hộ đối với đội bóng và cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất đến với đội tuyển của chúng ta. Trước đó, huấn luyện viên Tite đã công bố danh sách chính thức dự World Cup năm 2022. Trong đó, có hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới với hy vọng đoạt cúp vàng lần thứ 6 trong lịch sử cho đội tuyển Brazil. Những cái tên như Neymar, Vinicius, Gabriel Jesus, Anthony, Rafinha, Richarlison được kỳ vọng sẽ tạo nên hàng công ấn tượng tại giải đấu năm nay. Về các đối thủ cạnh tranh ngôi vương với Brazil, vị chiến lược gia này cho rằng luôn có 4 hoặc 5 đội tuyển có trình độ cao được chọn làm ứng viên cho chức vô địch, nhưng trong một kỳ World Cup khó có thể đưa ra bất kỳ dự đoán nào. Đây là giải đấu với những đặc thù riêng, trong đó các đội không được coi là ứng viên vô địch cũng có thể lọt vào trận chung kết. Tiêu biểu là trường hợp của Croatia, đội đã lọt vào trận chung kết World Cup năm 2018 trên đất Nga. Cũng tại buổi họp báo, trợ lý kỹ thuật của huấn luyện viên Tite, ông Xavier cho biết hiện ban huấn luyện của đội tuyển Brazil chỉ tập trung vào các đối thủ đầu tiên tại vòng bảng mà chưa phân tích được các đối thủ cạnh tranh chức vô địch khác như Pháp, Anh hay Argentina. Tại World Cup năm nay, đội tuyển Brazil nằm ở bảng G cùng với các đối thủ Serbia, Thụy Sĩ và Cameroon. Các tuyển thủ Brazil sẽ hội quân và có đợt tập huấn tại thành phố Turin của Italia từ ngày 14 tháng 11 tới trước khi lên đường đến Qatar vào ngày 19 tháng 11.